Đức Giê-xu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gê-rê-sa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến kẻ xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giê-xu từ đằng xa, anh ta chạy đến bái lại người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giê-xu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông, đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giê-xu bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tôi tên là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản này xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế này xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép, chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2.000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, lan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giê-xu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bây giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với người. Nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu ra truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giê-xu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.